Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi. Dễ thương quá. Rồi mình giới thiệu về bản thân đi em. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Đặng Vũ Lan Thanh, em 25 tuổi và em đến từ Tiền Giang. Hiện nay Thanh đang làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên văn phòng của B2Niken ở Tiền Giang luôn chị. Ở Tiền Giang luôn. À rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các khán giả trong trường quay và toàn thể quý khán giả đang xem đài ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đặng Vĩnh Quyền, hiện tại em đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, quê em ở Trà Vinh. Công việc hiện tại của em là tối thì em làm quản lý ở quán bar tên là 1960 của anh Đừng Đại Vệ. Ban ngày em làm bên tổ chức sự kiện, event freelancer. Trời, quảng cáo luôn ha. Quy nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 24 tuổi. 24 hả? Dạ. Bên kia bao nhiêu nhờ? Dạ, em 25. 25, hơi lớn hơn một đúng không? Dạ, không sao anh. Đâu có sao. Nhưng mà bây giờ người ở Tiền Giang, người thành phố nè, làm nhiều show quá, tối thì làm quán bar, ngày thì làm event, rồi bao lâu mới đi thăm bạn gái được một lần nè? Thì khi nào em có bạn gái thì em sắp xếp thời gian dành cho bạn gái. Mình giới thiệu chút xíu về những cái khuyết điểm, ưu điểm của mình đi các bạn. Em không có nhiều ưu điểm. Ưu điểm của em là thẳng tính, mà em nghĩ đó cũng là khuyết điểm của em luôn. Em biết nấu ăn, em có tình cảm, dành trọn tình cảm cho gia đình của mình và những người thân thương của mình. Khuyết điểm của em là hơi nóng tính, với em đam mê công việc quá. Đó cũng là ưu điểm nữa. Ai mà thuê được em làm là người đó là hên đúng không? Ưu điểm không? Dạ, có nhiều khi em làm từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối luôn. Và đó cũng là lý do em bị ế. À, không. Với một cái khuyết điểm của em nữa là em mê trai đẹp. Mê trai đẹp, trai đẹp hả? Anh mém chút nữa đẹp trai được không em? Trời, mém đẹp hả anh? Mép đẹp là chưa đẹp lắm đâu. Còn đam mê gì nữa không em? Dạ em mê shopping lắm. Cái đó cũng là khuyết điểm của em đó chị. Nhưng mà lúc này em điều tiết nó lại được rồi. Điều tiết được rồi? Dạ rồi. Mê shopping cứ đi mình coi thôi, đừng bỏ tiền theo, không mua được gì đâu. Bạn trai, ưu điểm là gì? Ưu điểm của em là nhiệt tình, năng động. Thì như nãy em nói là mém chút xíu nữa em mới đẹp trai. Còn sở trường của em á là em là dancer. Em có biết chụp ảnh và em đang học thêm DJ. Khuyết điểm của em là hay quên. Làm quản lý mà hay quên sao được em? Nhiều lúc hay quên. Nói chung hai bạn rất là năng động trong cái công việc. Tình trường, em gái, mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là cái thời học sinh của em. Và mối tình gần đây nhất là cách đây một năm. Quen bao lâu? Dạ em quen cũng từ lúc mà tìm hiểu tới lúc quen luôn là 5 năm. 5 năm? Dạ tìm hiểu luôn chị. Rồi lý do sao chia tay? Dạ tại vì bạn trai đó không có chín chắn lắm, chưa có trưởng thành lắm nên. Lớn hay nhỏ? Dạ lớn hơn em 5 tuổi. Lớn hơn 5 tuổi mà còn chưa chín chắn, chưa trưởng thành nữa. Bên kia nhỏ hơn tuổi kìa, rồi hỏi coi sao đó. Em trai, em có trưởng thành chưa? Theo từ bạn bè và tất cả đồng nghiệp của em nhận xét thì em nghĩ là em đã thành công nhưng mà chưa thành đạt. Nhưng bên đó có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình chị. Mối tình đầu tiên là 3 năm cấp 3. Còn rồi. Mối tình thứ hai là khi em lên Sài Gòn em được quen được 1 năm. Quen có 1 năm hả? Dạ. Lý do sao chia tay? Thì cũng đó lý do, cũng là do em ế. Thật sự thì em cũng muốn tìm người tử tế để mà yêu thôi. Tại vì mối tình thứ hai là em bị cấm sừng. Em làm trong quán bar, rồi em làm event, sự kiện gì đó là toàn phụ nữ, gái đẹp xung quanh không. Mà lý do sao em ế? Đúng rồi, đúng chị. Tất cả mọi người xung quanh em đều hỏi tại sao xung quanh là toàn gái đẹp không, mà tại sao mày ế? Em thì lý do nãy mối tình thứ hai của em là tại vì em bị cấm sừng một lần rồi, cho nên em rất là sợ yêu. Cho nên em mong là thông qua chương trình em sẽ tìm được một người chung thủy. Người chung thủy. Bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của em là người như thế nào? Mẫu hình của em thì cũng không khó. Mẫu hình dễ nhìn, cao trên 1m6. Biết nấu ăn thì càng tốt, mà đặc biệt là phải chung thủy. Bên kia biết nấu ăn rồi. Còn chung thủy thì mình có chung thủy với người ta, ta sẽ chung thủy với mình thôi. Cái thiên chức phụ nữ là chung thủy. Chỉ có đàn ông là hơi gọi là lăng nhăng, nhúc nhích chút xíu thôi. Đúng rồi. Dài một số người thôi, không có nhiều. Bây giờ nó càng ngày càng ít rồi. Bạn gái, mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em quan trọng về tính cách của bạn trai hơn. Bạn nam thì chín chắn và có sự nghiệp ổn định. Có bên kia là công việc là người ta thành công rồi đó. Dạ, em hướng tới một mẫu người, một người đàn ông, một người chồng là biết làm cho vợ mình, cho bạn gái mình càng ngày càng đẹp. Wow, càng ngày càng đẹp. Tại vì em không có được đẹp lắm. Đẹp rồi, vậy là đủ chuẩn bên kia rồi. Em có muốn người yêu mình đẹp không em? Đẹp thì anh có thể làm cho em được, tại vì anh là một thợ chụp ảnh mà. Dạ, em hình dung bạn nữ bên này như thế nào nè? Tóc tai, quần áo, tóc dáng như thế nào? Em thì chắc em đoán chắc cũng bạn cũng tóc dài, cũng rồi. Dễ thương, nói rồi. Chuyện giọng nói cũng ấm áp.
cô nào cũng dễ thương hết trơn á. Đó thì chung chung rồi. Em không thích điều gì ở người phụ nữ? Như nãy em nói là không chung thủy thôi. Chung thủy là cái ai chung thủy chứ á. Còn cái tật sao nào hay là cái gì đó mà em không thích? Hiền xíu, đừng nóng tính quá. Đừng nóng tính, bên đây hơi nóng tính. Vậy thôi đúng không? Dạ. Để coi cái sự nóng tính. Em chào em gái, trời dễ thương gì mà nóng tính gì. Tiền Giang hả? Dạ. Ồ, gái Tiền Giang, đặc biệt là Mỹ Tho nữa. Ai bảo Mỹ Tho là cô gái đẹp, ai bảo Mỹ Tho đó lại là nàng tiên. À, cô gái Mỹ Tho nào cũng dễ thương, xinh xắn như nàng tiên vậy đó. Em có thích đàn ông làm ở quán bar không? Dạ, cũng thích. Tại vì đôi khi công việc stress quá thì em cũng phải... Đi bar đúng không? À, quan trọng là tâm hồn người ta, tính chất, nội dung ta không có bậy bạ là được rồi. Đừng nói người ta làm quán bar là người ta cứ thấy cô nào cũng liếc mắt đưa tình, nên không phải đâu nha. Nhưng mà em sợ bạn trai bên kia xung quanh là bao nhiêu gái đẹp rồi. Giờ còn ế sợ gì nữa. Em làm quán bar bao nhiêu năm rồi? Dạ hơn 2 năm rồi. 2 năm chưa có gì vẫn ế là em hiểu rồi đó. Ta chung thủy coi nào mà coi lại tính cách của ảnh có gì lạ không. Chứ 2 năm rồi không có gì cũng lạ lắm à. Tóc tai rồi cũng màu mè lắm à. Lãng tử đẹp trai. À vậy được. Mém đẹp thôi. Mém. Nhưng mà nếu nhìn càng sâu sắc càng đẹp. Có vẻ đẹp tiềm ẩn đúng không? Tiềm ẩn. Cô gái bên đây xinh xắn, rất là dễ thương. Về cơ bản là đàn trai thấy đàn gái được phải không? Số 1 là đấy. Điểm gì em không thích ở người bạn trai? Vậy là bạn trai ghen thái quá. Hả? Ghen thái quá chị là ghen. Ghen thái quá. Ghen không có bên này chấp nhận làm đẹp cho phụ nữ là không đến nổi đâu. Làm đẹp cho bạn gái. Với em không thích bạn trai kiểm soát. Ủa em? À, em có kiểm soát bạn nữ, bạn gái của mình gắt gao không? Kiểu như kiểm điện thoại rồi giờ giấc đi mấy giờ về mấy giờ rồi gì đó. Không đâu chị, tại vì nếu mà yêu nhau là phải quan trọng là nằm ở tin tưởng với nhau. Vẻ đẹp tìm ẩn ha. Phải tìm mới thấy vẻ đẹp ha, đẹp lắm á, tướng tá ngon lành á. Men phải không? Men chị. Bây giờ chừng nào đám cưới? Không có gì thay đổi thì năm sau. Còn nhưng mà vẫn tôn trọng quyết định của bạn nữ. Em được quê Trà Vinh đúng không? Dạ đúng rồi chị. Giờ mình định là lập nghiệp trong này luôn hay là mình định sau này về quê? Em sẽ định lập nghiệp ở trong này luôn. Hiện tại em đang ở đâu? Ở với ai? Hiện tại em đang ở quận 8 mà một mình. Lập nghiệp xong phải lập kế hoạch mấy năm mà mua nhà, mua đồ, an cư mới lạc nghiệp được mà ở thành phố được. Có dự kiến gì trong đầu chưa? Dự kiến thì nếu không có gì thay đổi thì khoảng 3 đến 5 năm nữa thì em sẽ mua nhà ở Sài Gòn. Rồi, vậy tốt, có kế hoạch ha, mới có 24 tuổi còn trẻ mà. Trước 30 ổn định nhà cửa mới gọi là thành đạt, bây giờ mới thành công thôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi, cặp này cũng được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi mình cho hai bạn gặp mặt nha. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với em trai của em với hai người bạn thân của em. À em trai hay em ruột á hả? Dạ đúng rồi. Rồi cho gặp em trai của bạn Minh nhà trai đi. Đẹp trai không? Em ruột dạ, đó. Dạ đẹp trai. Rồi. Em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Rồi chào. Em thấy thì chị khá là dễ thương, xinh xắn. Cũng có thể rất là hợp với anh hai của em. Dạ em xin hết. Rồi mời bạn thân đi. Bạn thân có ý kiến dạ, gì không? Anh. Dạ em thì về cái trước mắt thì cái khó khăn thì hai người thấy là khá là thẳng tính, hai người này rất là nóng luôn á, nên là nếu mà về với nhau thì phải có sự nhường nhịn lẫn nhau nhiều hơn. Nhưng mà thấy có một điểm chung rất là hay là hai người rất là yêu công việc, cho nên là cái phần đó có thể là giao thoa được. Mình rất là muốn hai bạn cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Rồi cảm ơn bạn. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ngoại em và bạn thân với em trai. Có ngoại có gì à? Em nữa rồi cho chị gặp ngoại của em. Chào ngoại. Dạ chào ngoại. Xin chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ chào quý vị khán giả. Chào bà bạn trai. Dạ con chào bác. Tôi là bà ngoại của Lăng Thành. Nhận xét về bạn trai thì tôi thấy bạn cũng chững chạc nhưng mà hơi nhỏ tuổi hơn cháu ngoại tôi thì thấy cũng hơi khó. Tại vì cháu ngoại tôi từ nào giờ thường nói với bà ngoại là phải lớn hơn con ít nhất 4 tuổi. Nhưng mà cái duyên nợ thì cũng không biết làm sao. Thành ra giờ tùy cháu ngoại tôi. Ngoại bây giờ tuổi trẻ giờ á, năng động lắm. Những cái thanh niên bây giờ trẻ tuổi nhưng mà tài cao lắm ngoại. Ha. Gia nhập quốc tế rồi, tất cả mọi thứ rất là nhanh. Thậm chí là già trước tuổi luôn đó ngoại. Cậu đây nhỏ tuổi nhưng mà làm quản lý biết bao nhiêu con người luôn á. Ngoại ơi, nhưng mà con nhỏ tuổi nhưng mà con chắc chắn một điều là nếu mà hai chúng con đến được với nhau á, thì chúng con sẽ rất là hạnh phúc. Tôi thấy nhiều người... bạn trai bạn gái bằng tuổi nhau thì khoảng 30 mấy 40 đó, bạn gái có thể cứng hơn. Ngoại ơi ngoại, bây giờ hả là tao yêu nhau thì nhiều khi là con gái lớn hơn con trai cả chục tuổi luôn nhiều lắm á ngoại. Dạ thường thường con cũng vậy đó ngoại. Cũng nói là tùy cháu thôi. Giờ là cô gái làm đẹp á là 40 tuổi nhìn hai giống như hai mấy vậy đó ngoại. Giờ công nghệ làm đẹp nó tốt lắm rồi ngoại.
không bao giờ già đâu, phụ nữ già không có tuổi. Có gì cứ liên hệ chị Cát Tường, làm đẹp cho trên mọi hình thức, nhớ không? Không có sao, đừng lo, ngoại yên tâm đi ngoại. Để hồi có hai bạn nói chuyện nhau rồi ngoại coi tính sao ha. Dạ, cảm ơn dạ. Ngoại. Rồi bây giờ mở rào cho hai bạn gặp gỡ nhau nào. Rồi, kéo rào. Cảm ơn quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Cào ráo ghê, hai bên xứng đôi, tướng cào dễ sợ. Tự nhiên em gặp dạ. Anh này đẹp trai quá, cái em hết ráo gì rồi. Hai đứa rẻ con chắc cao 1m9, 2m không á. Đẹp tìm mẫn, em phải nhìn lâu lâu mới đẹp dữ nữa. Em làm ở công ty bia luôn hả? Dạ đúng rồi, anh có biết nhậu không anh? Nhậu hả? Nhậu thì anh có thể biết nhậu đó. Anh uống được bao nhiêu chai? Em uống bao nhiêu chai, anh uống bao nhiêu chai? Nếu mà em còn tỉnh để đếm được là chắc cỡ hơn 12 chai. Ủa trời ơi. Sao em uống ít vậy? Thì là hai vợ chồng mình ấy. Trời ơi, hai vợ chồng mình luôn. Quá dữ, quá dữ. Anh và em có thể nhậu cùng nhau được. Cái gì vậy? Gặp nhau ta nói chuyện tình cảm vô cái rồi hỏi bia chuyện nhậu rồi. Liền, thiệt tình. Cảm nhận về người đối diện thế nào ha? Em ngoại hình dễ thương, xinh xắn. Anh cũng có thể là thấy hợp với anh á. Anh nhỏ tuổi hơn em nhưng mà nhìn anh chắc được. Tại vì em chỉ còn là mặt em trẻ hơn anh chút xíu là được rồi. Ừ, mặt anh dài. Cười đuôi mắt nhăn hết trơn rồi, thấy không? Đừng có làm đẹp cho ổng, còn mình phải mua đồ làm đẹp, phải không? Ưu tiên của em là chồng phải làm đẹp cho vợ càng ngày càng đẹp. Lỡ mà mình có về chung với nhau rồi á thì anh phải luôn luôn ví dụ như là chăm sóc cho bạn gái hay cho vợ mình và hàng ngày khuyến khích bạn bạn gái hay là vợ mình đi spa này nữa cho càng ngày càng trẻ lên, có được không anh? Anh hiện tại cũng đang làm marketing cho một cái thẩm mỹ viện. Đưa em tới làm không đó em, yên tâm đi em. Tự nhiên gặp anh em run quá. Các bạn quan điểm về yêu đương, về hôn nhân thế nào? Quan điểm về hôn nhân của em á, em rất là thẳng tính. Khi mà mình có cái bất đồng về trong hôn nhân á thì mình thẳng thắn mình nói chuyện với nhau và mình cùng nhau giải quyết. Và nếu như mà lỡ mai này mà có một người thứ ba, ví dụ có một người thứ ba bước vào đi, thì anh cứ thẳng thắn anh nói với em sẽ cho anh đi. Nói chung là cái gì cũng phải thẳng thắn nói. Anh cũng mong như vậy, tại vì thí dụ mình có vấn đề gì xảy ra thì có thể là ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ đừng có mà im lặng. Ví dụ như em hơi dữ rồi sao? Không, giữ anh, tại vì anh có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nên em yên tâm về vấn đề đó. Bây giờ cái chuyện đang ở xa nè, chuyện cưới nhau về ở chung khỏi nói rồi. Bây giờ đang yêu nhau nè, hẹn hò sao? Rồi mình hẹn hò sao anh? Nếu mình đến mình với nhau á thì anh sẽ sắp xếp thời gian anh có thể đi về thường xuyên. Tại vì từ Sài Gòn về Tiền Giang chỉ khoảng 1.5 tiếng thôi. Rồi công việc của anh? Nếu đã yêu nhau rồi thì phải sắp xếp thời gian cho nhau chứ. Anh định là bao nhiêu, một tháng gặp em bao nhiêu lần? Cuối tuần em có được nghỉ không? Dạ được, nghỉ thứ bảy chủ nhật luôn. À thứ bảy chủ nhật thì quá tốt rồi. Thì anh có thể về quê hoặc là em có thể, chúng ta có thể đi du lịch một cái Vũng Tàu hay một gì đó. Thì anh cũng thích đi du lịch lắm. Em cũng thích đi phượt đúng không? Đúng rồi. Trên đường về quê của bạn Quyền là bắt buộc phải đi qua Tiền Giang, phải đi bằng Tiền Giang. Bởi vì Tiền Tàu Vinh mà không có đường nào thoát hết trơn á. Thành ra em đã chặn đường đi của cậu ấy rồi. Lấy nhau về tiền bạc trong nhà ai quản lý? Ai quản lý anh? Tiền thì mình có thể mình ngồi lại nói chuyện với nhau rồi cùng nhau giải quyết. Còn em thì nghĩ là mình cứ gom một số tiền chung đi. Sau đó thì hai người cũng có một số tiền riêng nữa. Chưa gì trơn mà đòi riêng rồi chung rồi tùm lum đi. Không có nói hay đó chứ. Cái nào riêng là riêng, cái nào chung là chung. Bây giờ chung hoài đôi khi nó xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Thí dụ làm cái thẻ tên hai đứa, làm lương nhiều là chính thức là bỏ vô đó. Cái ý kiến này anh nghĩ rằng một trong những ý kiến rất là hiện đại. Dạ đúng. Về con cái thế nào? Thích con trai con gái, quan điểm của mỗi người? Thì quan điểm của em thì không quan trọng con trai con gái, dù thế nào cũng là con của mình. Dạ em cũng có cùng quan điểm về ảnh. Nhờ cái gì cũng cùng hết trơn. Hai vợ chồng mình hai này hợp lắm á nha. Dân miền Tây hết mà. Thôi bây giờ bạn trai hát tỏ tình tặng bạn gái một bài đi, trước khi chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò hay không. Anh hát một đoạn tặng em thôi nha, tại vì anh cũng không hát hay lắm đâu. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh thấy cũng đủ rồi. Em thấy đủ chưa? Cảm nhận như thế nào em? Em không quan trọng về cái giọng anh hát lắm, nhưng mà quan trọng cái lời á anh. Cái lời thì anh hỏi em đủ chưa chứ em thấy là cũng hơi đủ rồi đó. Đủ rồi thôi, anh đúng thôi. Đặt tay vào nút bấm nè hai em. Cảm giác đủ là đủ, cảm giác yêu thương là đông đầy, cảm giác hạnh phúc là nó sẽ đến. Trái tim mình rung động, chúng ta hãy bấm. Không rung động, không cần bấm. 1 2 3 Hết thời gian.
Xin mời hai bạn. Tại sao em không bấm? Tại trái tim em chưa có rung động á, em xin lỗi. Trái tim chưa rung động. Dạ. Anh nghĩ rằng cô gái bên kia là một cô gái rất là dễ thương, rất là năng động nữa. Nhưng có lẽ con tim không rung động thì thôi, mình đành phải chịu thôi. Có lẽ hai đứa có duyên mà chưa có phận. Đừng buồn. Chúng mình đến với nhà ấy, mình hôm nay mình gặp nhau, mình là một người bạn. Đúng rồi. Rất vui được biết em. Rất vui được biết anh. Có thể là bạn trai đang còn chần chừ suy nghĩ một điều gì đó. Có thể cũng vì khoảng cách, có thể là vì tuổi tác. Khi mà nghe ngoại nói là cũng tuổi chưa có được đúng như ý em mong muốn. Nói chung là mình còn thiếu một cái nợ với nhau. Thì trước mắt mình cứ làm bạn với nhau trước đi đã. Và chúng tôi tôn trọng quyết định của cả hai bạn. Bạn gái cảm giác thế nào? Gặp bạn trai và nói chuyện vậy đã là vui rồi. Và em gặp được tất cả mọi người ở đây là em cũng càng vui hơn nữa. Ở trên sóng truyền hình có hàng triệu chàng trai đang chuẩn bị bấm nút cho em. Và cũng hàng triệu cô gái đang xem chuẩn bị bấm nút cho chàng trai. Đừng lo lắng, bởi vì quý vị không, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mỗi lần phát sóng như vậy có hàng chục triệu người đang xem. Sau khi xem xong chương trình có rất nhiều người gửi thư về làm quen với các bạn. Hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Và trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chúng tôi cũng có những cặp đôi không bấm nút với nhau nhưng sau đó họ lại đến với nhau, và thậm chí có những cặp đôi chuẩn bị cưới nhau. Dạ. Rồi, em sinh năm bao nhiêu em? Dạ em 89 ạ. Rồi Nguyên ơi, nói một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu, về đường tình duyên của em, rồi cái lý do sao mà em tham gia chương trình. Đó, em nói tất tần tật về em luôn. Dạ em tên là Nguyên, thì em năm nay 32 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu. Em là giáo viên ngoại ngữ. Thì điểm mạnh của em là người hòa đồng, thích gặp gỡ giao lưu bạn bè, và em thích có những cái mối quan hệ mới. Em cũng theo em điểm mạnh khác của em nữa là em cũng có thích làm tự làm việc độc lập một mình. Có nghĩa là em vẫn có thể làm việc trong nhóm nhưng mà em cảm thấy em làm việc hiệu quả khi em làm việc một mình, thì nó có hiệu quả hơn. Thì điểm mạnh của em thì như vậy. Em còn có vì từ khi em làm giáo viên thì em cũng có thêm cái kỹ năng để là giao tiếp trước công chúng. Còn điểm yếu của em thì hơi nhiều. Điểm yếu thứ nhất là em không có biết nấu ăn. Em không biết nấu ăn hoặc là nấu những cái món căn bản thôi đó. Và điểm yếu thứ hai là khi mà em ở trong những cái nhóm lớn mà với nhiều người lạ thì em lại khó có thể bắt chuyện được với cái nhóm lớn mà nhiều người lạ như vậy. Yeah. Với lại điểm yếu tiếp theo của em là em mất thời gian để mình thích nghi với cái mới. Có nghĩa là tất cả những cái gì mà nó hoàn toàn mới lạ với em thì để mà cho em học được thì em sẽ cần rất là nhiều thời gian đó. Ví dụ như là em học tiếng Anh đi, em là giáo viên tiếng Anh thì em đam mê ngoại ngữ, nhưng mà khi mà chuyển qua một ngôn ngữ khác thì em cần cái nhiều thời gian hơn. Hoặc là một cái vùng nào mới, một cái vùng đất mới, một cái nơi ở mới thì em cần nhiều thời gian để thích nghi hơn. Em nghĩ cái đó là cái điểm yếu của em đó. Lý do em tham gia chương trình là tại vì em nghĩ là em cũng lớn tuổi và em cũng cần có một người bạn gái đó. Thì em thì chưa có trải qua mối tình nào hết. Dạ, em chỉ dừng lại ở mức độ hẹn hò thôi đó. Cho nên là mối tình thì chưa có mối tình nào cả. Dạ. Ừ, rồi. Ừ, em dạy tiếng Anh hả Nguyên? Dạ vâng ạ, em là giáo viên tiếng Anh ạ. Em có tập gym đồ không? Dạ có chị, sao chị biết chị? Ừ, không, cái này thì chị chia sẻ thôi, nhưng mà nói chưa có mối tình nào. Bây giờ chưa mối tình nào với nữ, vậy coi mối tình nào với nam không? Tất nhiên là không ạ. Ừ, không, chị đùa thôi, chị cũng phải hỏi một chút. Ở đây thì mình cũng welcome mọi giới tính nha. Không, chị không có ý gì đâu nha. Nhưng mà ý chị nói là cái lý do tại sao mà em lại không có người yêu nếu mà công việc ổn định. Chị thấy hơi nhàn thôi, chứ còn không có vấn đề gì hết. Dạ, lý do là tại vì em lo cho công việc nhiều quá vậy, chứ là em là con một á chị, cho nên là em gánh vác tài chính hơi bị nhiều. Em là gần như là lo cho gia đình của em á, cho nên là cái quan điểm là em chưa có bạn, chưa có vợ, chưa có bạn gái là tại vì tài chính thì trách nhiệm á, cho nên là
cứ chần chừ á, rồi nó cứ thời gian nó cứ trôi qua đó chị đó, cho nên là cho tới bây giờ em nghĩ là đến lúc mà mình phải có rồi à, chứ cứ mình đợi là khi nào mình có nhà mình có xe thì chắc là tới già luôn mình cũng chưa có nữa, cho nên là em cứ lo về những cái chuyện như là nhà cửa trước nè, kiếm tiền trước nè, lo cho ba mẹ trước cho nó chu đáo rồi sau đó mình đi kiếm. Nhưng mà cái đó thì chắc là cái quan điểm của em bây giờ nó đã thay đổi, cho nên là em chị hỏi một cái điều nữa là em có đạo không? Dạ em theo đạo Phật chị. Thế thì chị hỏi thử thôi, bây giờ ví dụ như nhưng mà cái khó khăn của em khi kiếm người yêu là cái điều gì, bây giờ em đưa ra cái hình mẫu giùm chị đi. Có nghĩa là cái tiêu chí về bạn gái của em hả chị? Đúng rồi, tiêu chí làm sao mà khó mà tìm không ra vậy đó. Dạ em cũng có từng có một số những cái cuộc hẹn trước đây nhưng mà có thể là em thấy không có hợp á. Có thể là thứ nhất là về vị trí địa lý á chị đó. Cho nên bây giờ cái tiêu chí số 1 của em á là phải là ở Vũng Tàu. Dạ dạ, có nghĩa là ở cùng cái thành phố của em á đó, bởi vì người ta nói nhất tự ly mà chị. Dạ. Trời ơi, cự ly quá vậy, cự ly quá vậy. Ví dụ giờ ở Đồng Nai được không? Dạ chắc không ạ. Dạ không ạ, không ạ. Dạ ở Vũng Tàu chị, ở Vũng Tàu ạ. Dạ. Dạ thứ hai là bạn đó thì cũng phải là cởi mở, hòa đồng nè. Cũng đừng có nên quá là gọi là rụt rè nhút nhát, cũng đừng quá rụt rè nhút nhát. Tất nhiên là ở trong đám đông thì cũng phải, mình cũng phải hơi e thẹn một chút cho nó ra tay con gái đúng không chị? Đó, đó là không quá rụt rè nhút nhát, hòa đồng định, có công việc ổn định, có công việc ổn định, sống có tình cảm và biết gọi là lễ phép tôn trọng người lớn. Dạ, dạ, đó. Rồi chị hỏi trong những cái mối, trong những cái cuộc hẹn hò của em trước đây á, thì có cái bạn nào mà ở cùng thành phố với em luôn không? Hay là vì khoảng cách hết? Dạ cũng có những bạn ở cùng thành phố nhưng mà khi hẹn họ nói chuyện á thì có thể là em thấy không có hợp với chị. Dạ thì đó, em đã thấy vấn đề chưa? Vậy bây giờ em muốn cái gì, em phải muốn cái số 1 á thì nó chỉ được cái đó, rồi là mình phải tới luôn chứ, đúng không? Cái số 1 của em nè là cùng ở thành phố, quan trọng nhất là cự ly. Thế thì cái cô ở gần là được rồi, về mình đem từ từ mà mình dạy vợ sao, người ta nói là cái gì đó, từ từ mình uống nắng được không? Sợ lên chương trình nè, sợ gặp cái người mà sợ mình không hợp. Vậy bây giờ mà kìa, tìm ở trong cùng thành phố Vũng Tàu này, coi chừng kiếm cái người mà chỉ kiếm cái cô đó, coi chừng là hồi xưa cũng quen em rồi sao? Thì càng tốt thôi. Sao càng tốt được, hồi xưa được là đã tiến tới rồi, đâu có chia tay mà giờ rủi lên đó rồi sao? Trời, Vũng Tàu nhiều người mà, là chắc gì chị đã tìm cái người mà em quen trước đây. Rồi thôi nghĩ vậy đi, mà nếu lỡ gặp thì cũng vui vẻ đón nhận chị nha. Để chương trình mà chưa có kịp mà nói chuyện gì hết là đi xuống luôn rồi sao, được không? Chị ơi, mình có biết, mình có được biết không. Trước mặt cái không, người bạn không. Gái của mình không có hề biết trước đâu nha, không có chuyện biết trước đâu nha. Em chỉ đưa ra tiêu chí vậy thôi, để cho chị tìm thôi à. À vậy hả chị? Không có gặp trước, không có tập thử gì đâu nha. Có nghĩa là không có biết mặt trước hả chị? Đúng rồi, không hề biết gì cho tới khi mà em lên chương trình em ghi hình em mới biết mặt. Đó, vậy đó. Dạ, em hiểu rồi. Ừ, rồi ha, hiểu chưa, được chưa? Dạ, hiểu, dạ. Ok, xong rồi đó Nguyên. Nếu mà được chọn hoặc là tụi chị tìm được cái người phù hợp á, tụi chị sẽ liên lạc với em rồi để mình chuẩn bị những cái phần tiếp theo nha. Em cảm ơn chị nhé. Rồi dạ. Suy nghĩ thêm ha, nếu mà bên chị liên lạc rồi kêu đi ghi hình hay gì đó mà lúc đó suy nghĩ lại, hay là có những cái trăn trở gì thì lúc đó sẽ hỏi và trao đổi luôn nha em. Em cảm ơn ạ. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi bây giờ mời em giới thiệu bản thân giùm chị, họ tên, rồi năm sinh, rồi quê quán, công việc của mình là gì, điểm mạnh, điểm yếu, đường tình duyên của mình sao ha. Mời dạ. Em mình chủ động mình chia sẻ giùm chị nha. Dạ em là, họ tên là Nguyễn Tấn Thái, sinh năm 1990. Rồi quê quán của em là ở Quảng Ngãi. Nghề nghiệp là tự do chị. Tự do thì cụ thể là em làm gì em? Dạ em thì người dân là buôn bán chị. Có thể là kể cho chị biết không, buôn bán cái gì được không? Cái gì mà bí hiểm vậy? Em thì buôn bán hình rất là như là buôn bán trái cây,
muốn bán các loại trái cây nhưng mà càng trái cây. Còn tình duyên thì em cố định. Dạ em bán, đẩy xe bán. Ừ. Bán nó giàu thấy mồ luôn. Có đâu giàu chị. Bán nó mắc. Đôi khi cần không biết đủ không nữa. Tôi không biết cái vụ đó. Nhiều khi ghi giá thì hả anh vậy mà tới hỏi cái trất quớt à. Đúng không? Là em thì bán nói chung là em... em cái đó em buôn bán thì kinh doanh thì buôn bán nói chung là căn đủ căn nói chung là khách hàng thì nói chung là thượng đế mà mình buôn bán nói chung là phải chăng không có ép giá khách, có nghĩa là phải nhìn mặt khách đúng không, ăn ngáo ngáo mình sẽ mới mua hay gì đó. Thông thường là giờ em đang bán trái gì? Giờ em đang bán hiện tại em đang ở ngoài chợ. Thì bán trái gì không? Hỏi trái gì mà nó hỏi đang ở đâu đâu à, bán ổi bán xoài bán các loại mặt hàng trái cây, nói chung là trong trái cây thì nó nói chung là em lấy đủ loại chị. Ừ chị hỏi thì chị coi trái cây này ekip mình có ai thích ăn gì không, là em có ghi hình em đem lên mớ rồi mà. Dạ rồi hỏi em trái gì nói chung là em sẵn sàng xếp lấy xoài ổi cóc mận nhãn chôm chôm chị. Ừ. Ba cái nhiều khi ba cái đồ chua chua cái mấy đứa trong này nó thích. Ừ. Rồi nhưng mà bán mấy cái này là chị thấy gái mua không à em, nhiều khi sinh viên đồ này nọ kia nhiều quá mà. Không vụ thị được em nào hả? Dạ chắc là duyên chưa tới chị ơi, em đăng ký nói chung là phỏng vấn lần này là lần thứ hai, lần trước có lên trên 37 trên Lý Chính Thắng có một lần phỏng vấn nhưng mà thất bại rồi. Em mới đăng ký qua mail. Ừ. Rồi biết sao thất bại không? Em cũng không biết nữa, chắc mình chưa có đủ điều kiện để lên chương trình phỏng vấn. Không, đơn giản thôi, giờ muốn tham gia chương trình thì công việc em ổn định chưa? Tự do nhưng mà có đủ để lo thêm, dù có thêm vợ, thêm con rồi để dự định khi nào. Còn lên chơi là tụi chị không có chọn đâu. Dạ không, cái này là em đã xác định rồi, công việc thì ổn định, nhưng mà buôn bán rất là ổn định. Và có thể là lo cho cuộc sống tương lai và sau này. Rồi ok, chứ còn em đừng ngại cái công việc mình làm đàng hoàng nghiêm túc mà thì mình sợ ai đâu, mình phải ngại đúng không? Dạ, mà còn... cái quan trọng là sự tự tin của em. Cái dạ. Nghề mình bình thường mà hỏi tới mình không dám nói thì người ta sẽ đánh giá là mình nó có cái gì nguy hiểm không hay cái gì giấu giếm. Dạ, thế nhưng mà em buôn bán sẵn sàng, nói chung là tất cả em sẽ lo được, có thể là lo được tương lai. Lo vợ, lo con, có con là phải lo con, lo vợ mình. Nhưng mà không có để cho vợ mình khổ là được rồi. Ừ. Nói chung nói ai cũng nói vậy được hết á, làm đi rồi tính nha. Rồi bây giờ thích tìm bạn gái thì sao? Em thì bạn gái em thì nói chung là tuổi tác thì không quan trọng. Nhưng mà biết sống với lại cha mẹ, biết kính trên nhiều tiền dưới là đủ rồi chị. Ông em không quan trọng. Em cao 1m6, 68. 68 phải không? Dạ. Mét 6 hả? Mét 68? Mét... Giờ tôi thấy có con mắt mà tôi không biết cao bao nhiêu. Em 1m68 chị. Ừ, mét 6 với 68 nó khác xa lắm á. Rồi ok. Rồi em quê ở đâu vậy? Dạ quê của em ở Quảng Ngãi chị. Ờ, rồi. Dạ. Giờ người quê đâu được? Bạn gái á? Bạn gái ở đâu cũng... Đâu? Nói chung là bạn gái ở đâu, tỉnh thành nào cũng được. Ừ. Nói chung là ba miền nào cũng được à. Ủa em sinh năm mấy Thái? Em năm 1990. Rồi bạn gái lớn tuổi hơn được không? Dạ không quan trọng, nói chung là lớn 1-2 tuổi cũng không quan trọng. Chắc cần kém nữa để học tập trực tiếp để chịu được ký xét. Hát hò gì được không em? Em thì văn nghệ thì em là thua, em hát dở lắm. Ủa chứ bán buôn không có rau mời gì hả? Dạ có chứ, nhưng mà mời thì mời, chứ mà hát thì mới nói phần được. Bây giờ mời chị nghe thử rồi giá bộ mời rồi coi. Mời rơm rã rồi không, mời ngon lạnh không, người ta mới ăn chứ trời. Dạ, nhưng mà anh ơi, chị ơi, có thể mua giùm em trái cây rẻ, trái cây rất là ngon ngọt. Ừ đúng rồi, phải la làng lên chứ mốt thu vô cái máy ra ngoài đó mở. Dạ, từ sáng đến chiều có không? Dạ có chứ. Là em thu cái giọng em luôn hay sao? Dạ thu cái giọng của em luôn chứ. Ê được á, có gì để coi được chọn gửi cái đó qua cho chị nha. Cái chuyện sắp gửi chị nghe lại dữ dội thì
Đó, rồi ok em. À, thôi được rồi đó, Thái ơi, cát bữa nay vậy thôi. Nếu mà được chọn á, chị liên lạc lại rồi mình trao đổi thêm nha em. Dạ rồi, em cảm ơn chương trình. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Đó. Thì họ tên thì Đoàn Anh Hùng. Tên thì tên Hùng, họ họ Đoàn. Thì cuộc sống thì nói chung là tính tình thì hiền lành nhưng mà tội hơi nhút nhát một chút xíu. Dạ. Yeah. Anh đến từ đâu, anh quê mình ở đâu và đang làm công việc gì anh ha? Chung quê hương thì quê hương của anh thì ở miền Trung, nhưng mà có lẽ là vào trong này lâu rồi, và trong hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Anh ở Đồng Nai làm ý là ở Đồng Nai là nào với ai, anh chia sẻ cụ thể cái địa điểm cho em nó rõ ràng tí thôi, ví dụ như gốc mình miền Trung thì ở tỉnh nào, anh cứ thoải mái chia sẻ giùm em ạ. À, thì gốc anh miền Trung thì tỉnh thì Hà Tĩnh, nhưng mà anh hiện tại thì sinh sống và làm việc trong Đồng Nai á, đang ở thành phố Biên Hòa. Rồi, nhưng mà quê anh ở đâu? Quê thì ở Hà Tĩnh á, gốc ngoài gốc miền Trung, ngoài Hà Tĩnh á. Trời ơi, Hà Tĩnh á. Vô Đồng Nai là thiếu gì, có nghĩa là mình ở khắp mọi nơi ở đất nước Việt Nam mà, sao phải ngại ngùng vậy? Hộ khẩu anh còn ngoài đó đúng không? Không, hộ khẩu anh thì hiện tại thì hộ khẩu thì hiện tại là đang ở Gia Lai luôn, gốc cố định ở Gia Lai, nhưng mà gốc quê hương thì ngoài Hà Tĩnh nhá. Rồi anh sinh năm bao nhiêu anh Hùng? Gốc quê anh sinh năm 1985. Trời, 1985 á hả? Rồi đã yêu bao nhiêu mối tình rồi? Nói chung thời đi học thì cũng 1-2 mối tình. Nhưng mà nói chung là chắc có lẽ là duyên số hay như thế nào đó, thì nói chung chưa tìm được người mình yêu thương một cái. Dạ rồi, ủa vậy là chưa có kết hôn lần nào hả anh hả? Kêu bộ phép. Hiện tại thì anh rồi tính đề hơi Đồng Nai làm công việc gì vậy anh? Anh thì hiện tại thì làm đang làm bên ngành xây dựng á. Ừ, là gì? Xây dựng là cầu đường á, rồi thi công cầu đường cải tạo, làm nói chung là bên hạ tầng. Làm bên đó thì thôi bạn gái cả đống chứ gì đâu mà nói không có. Trời ơi, người ta né cái ngành tài xế với ngành xây dựng của ông đó ông ơi. Do bản năng và tính cách mỗi con người thôi. Mình thì nói chung là đứng giữa phái yếu rồi, hơi bị nhút nhát. Nói chung là nên là mới ế đó. Ừ. Rồi bây giờ anh muốn tìm một người như thế nào, chia sẻ giùm. Nói chung thì nhìn sao cô ấy chung là hiền lành nhân đạo một xíu rồi đó. Nói chung là như vậy, còn hình thức thì nói chung không quan trọng mấy. Em à. Rồi ok anh. Dạ. Rồi nếu được chọn bên em liên lạc lại với mình thêm nha. Rồi còn cát xong rồi đó, cát ngắn gọn. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. À.